cái nhánh bên này, cái thuốc thứ nhất là mấy động viên, thuốc thứ hai là động vật thứ hai là viên một, thì thuốc thứ ba thuốc nào cũng được nhưng mà không phải là gì, không phải là gì, không phải là thiết kế đê bố. Nó lại là nó luôn. Cái đó là thuốc nè, cái thuốc cùng một nhóm thì không được hết chung với nhau. Dạ. Không được phối hợp như thế này, hai cái này là không được phối hợp đây. Thuốc nào? Cho nên ví dụ như chỗ cái nhánh này, ngay chỗ nhánh này nè, thì đây cái phải là bếp hậu viên là thuốc thứ nhất, thuốc hai thuốc là bếp kế đê bố không? Không được. Và thuốc thứ ba, đây cái này là ba thuốc, là thuốc thứ ba, thì thuốc gì cũng được, nhưng mà phải không phải là không thể là đồng đồng như cái đê bố, thì hai cái này không được phối hợp chung với nhau. Tương tự như cái nhánh bên đây cũng giống vậy. Rồi, cái chỗ này nữa nè. Chỗ này thì em chú ý, cô chưa giải thích từ liền đâu. Cô sẽ giải thích cái cách sử dụng insulin chỗ này. Chỗ này rồi cô sẽ mới nói nè. Em nhìn thấy đây nè. Mấy hộp viên là thuốc thứ nhất, Sibunilule. Là thuốc thứ hai, thuốc thứ ba, thuốc gì cũng được. Trong đó có nhóm Sibunilule nè. Sibunilule là hết insulin nè. Mấy hộp viên Sibunilule có hợp với insulin cũng được, phải có được. Nhưng mà chỗ này thì không được. Chỗ này mét hậu viên thuốc thứ nhất, insulin là thuốc thứ hai, thì cái thuốc thứ ba không được là insulin giống Sibunilule. Em thấy khác không? À, xíu nữa cô sẽ giải thích đi. Cái chỗ này tại sao chỗ này được mét hậu viên Sibunilule có thể insulin được, nhưng mà chỗ này là mét hậu viên insulin mà không có có hợp với nhóm Sibunilule được. Chút xíu sẽ giải thích chỗ này nha. Giờ giải thích cái chỗ này thôi. Chỗ này là cái cách sử dụng insulin chỗ này nè. Insulin nào? Insulin này là insulin gì? Tác dụng dài. Có đường huyết có cói thì mình sử dụng loại insulin gì? Tác dụng dài. Dài và trung bình. Nè. Rồi mấy em chỉ để mấy em nhớ nè. Ví dụ như mà trong những cái thuốc mà phối hợp á mà có sử dụng giống insulin với insulin là hai cái thuốc nếu mà có sử dụng thuốc có tác dụng phụ hạ đường huyết thì mình phải nói cho bệnh nhân biết, phải nói cho bệnh nhân biết là sử dụng thuốc này nó có nguy cơ hạ đường huyết, hạ đường huyết thì triệu chứng như thế nào và khi bị hạ đường huyết thì mình phải xử lý ra. Còn nếu mà có sử dụng thuốc tim thì mình phải hướng dẫn bệnh nhân tim. À, cái đó là bắt buộc phải tư vấn cho bệnh nhân. Đây là cái cách sử dụng insulin là thì mình là sử dụng insulin là khởi đầu, cái liều khởi đầu là 10 đơn vị insulin hoặc là mình tính trên cái kg cân này là 0.1 chứ 0.2 đơn vị tính trên cái kg cân này ha. Cái này là cái chỗ này là cái chỗ sử dụng insulin như này ha. À, xong rồi mình sẽ theo dõi đường huyết và lúc đó để mình điều chỉnh liều, thì cái nguyên tắc là mấy em nhớ là mỗi một lần thay đổi liều không có quá 5 đơn vị, thì đây theo ABA khuyến cáo là mỗi lần thay đổi liều từ 2 đến 4, thì mấy em cứ nhớ là không có quá 5 đơn vị cho mỗi một lần thay đổi liều. Còn nếu mà bệnh nhân bị hạ đường huyết thì phải tìm hiểu từ nguyên nhân hạ đường huyết. Nếu mà hạ đường huyết là do bệnh nhân không ăn thì mình điều trị chặt hạ đường huyết, mình không có điều chỉnh liền. Còn nếu mà hạ đường huyết bệnh nhân vẫn ăn uống vẫn bình thường mà hạ đường huyết là do cái liều thuốc thì lúc này thì mới giảm liền. À, cái giảm liều 10-20% cái liều mà insulin mình đang sử dụng. Cái cái trường hợp là đường huyết lúc đó để cô nói chỗ này để cho em dễ hiểu à. Cái mục tiêu đường huyết nè, tại sao mà phải cần HbA1c và đường huyết lúc đó và đường huyết sau ăn? Cái HbA1c là nó thể hiện đường huyết trong một cái khoảng thời gian dài. Cái HbA1c thì nó cao rồi nó có thể hiện cái tình trạng đường huyết nó tăng trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái biến chứng đó. Còn đường huyết lúc đó nè, nó là tại một thời điểm rồi.
cái hát ra một cái này cả nó ảnh hưởng cả đường huyết trước ăn và đường huyết sau ăn luôn. Cho nên nếu mà một bệnh nhân á hát ba một cái nó cũng đạt được mục tiêu điều trị, đường huyết trước ăn nó cũng đạt được mục tiêu điều trị, người ta không cần chú ý tới cái đường huyết sau ăn nữa, không cần chú ý, đương nhiên nó cũng đạt được mục tiêu điều trị luôn. Còn nếu mà cái đường huyết trước ăn mà đường huyết lúc đói mà nó đạt được mục tiêu điều trị nhưng mà HbA1c này nó còn cao thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đường huyết sau ăn nó còn cao, mình phải sử dụng cái thuốc nào đó để kiểm soát đường huyết sau ăn, đúng không? Mà ví dụ như insulin thì cái thuốc nào là loại insulin nào là kiểm đường huyết sau ăn, sản xuất đường huyết sau ăn, các chủ nhân à, nếu mà đường huyết HbA1c nó không đạt được mục tiêu, đường huyết ăn nó không đạt được mục tiêu thì mình coi được rồi, không cần chú ý đến đường huyết sau ăn nữa. Còn nếu mà đường huyết trước ăn nó đạt được mục tiêu rồi, HbA1c nó còn cao thì mình phải sử dụng cái loại thuốc nào đó để kiểm soát đường huyết sau ăn. Đây. À, nếu mà đường huyết lúc đó đạt được mục tiêu nhưng mà HbA1c sau 3 tháng vẫn chưa đạt được mục tiêu, hoặc là cả hai đường huyết lúc đó cái đường huyết với HbA1c cả hai đều không đạt được mục tiêu hết nhưng mà cái liều insulin nền nó đã lớn hơn 0,5 đơn vị cần thiết, mình không có tăng được cái insulin nền nữa. À, mình không có tăng được insulin nào nữa thì lúc này mình sẽ cho một cái liều insulin bữa ăn để kiểm soát bữa ăn lớn nhất. À, cái lại nếu đường huyết lúc đó nó chưa đạt được, nó đạt được mục tiêu HbA1c chưa đạt được mục tiêu, cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đường huyết sau ăn chưa đạt được mục tiêu đó, mình phải sử dụng cái insulin nào để kiểm soát đường huyết sau ăn, và là một tình huống nữa là cả hai đường huyết lúc đó cũng chưa đạt được mục tiêu mà HbA1c nó cũng chưa đạt mục tiêu nhưng mà mình tăng cái đường chưa có đạt cũng được hết lại tối đa cho phép và hơn 0,5 là 0,5 đơn vị cho ký mà nó tăng lên được nữa thì cái này mình sẽ cho một cái mũi insulin bữa ăn và làm phát triển từ một mũi insulin nào thêm một cái mũi nữa insulin bữa ăn, thêm một mũi insulin nhanh cho bữa ăn chiều, bữa ăn nhiều nhất, ví dụ như mình ăn bữa ăn sáng mình ăn nhiều nhất thì cái loại insulin này là insulin gì? Các chủ nhân hoặc các chủ nhân để kiểm soát đường huyết sau ăn thì mình có thể cho cố định là 4 đơn vị hoặc là mình tính trên kg cân nặng hoặc là mình tính là cái liều này là 10% insulin nào tính sao cũng được. À, nếu HbA1c nhỏ hơn 8% thì cân nhắc giảm insulin là tương đương. Nói thì luôn vô nghĩa, nhìn thấy ví dụ nè. Ví dụ một bệnh nhân mà mình đặt ra bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân này mình đặt ra mục tiêu HbA1c là 7%, đường huyết lúc đó 80-130 mg/dL. Hiện tại bệnh nhân đang sử dụng insulin nền, insulin đặc biệt là 20 đơn vị insulin tiêm trước khi đi ngủ. Bệnh nhân xét nghiệm HbA1c là 7,5%, đường huyết lúc đói thì mình thử nhiều thời điểm lúc nào nó cũng nằm trong cái khoảng này. Cái này có nghĩa là gì? Đường huyết lúc đói cả đạt được mục tiêu nhưng HbA1c chưa đạt được mục tiêu, mình sẽ cho một cái mũi insulin nhanh để kiểm soát một cái bữa ăn. Ví dụ như mình ăn buổi sáng thì nhiều nhất mình cho cái insulin Lispro insulin áo mà cho 4 đơn vị trước bữa ăn sáng. Rồi em nhớ nè, HbA1c nếu mà nó nhỏ hơn 8% thì giảm insulin là tương đương. Thì HbA1c bệnh nhân là nhiêu? Nhỏ hơn 7,5%. Vậy thì mình phải giảm cái insulin nền này. Còn mình cho 4 đơn vị đây, mình giảm cho 4 đơn vị, còn 16 đơn vị. Còn nếu mà trường hợp ngay chỗ này là HbA1c là 8% thì mình không có giảm, vẫn giữ nguyên cái insulin nền là 20 đơn vị. À, rồi đó, rồi mình sẽ theo dõi đường huyết sau ăn để mình chỉnh cái liều này. Mình chỉnh cái liều này. Có
Đừng biết sao ăn cái kim này là mình đã kiểm soát được rồi, HbA1c nó vẫn còn cao nữa thì sao? Tiếp tục cho một cái buổi insulin nhanh nữa. Nhìn trong bữa ăn. Buổi insulin lên nhanh nữa, kiểm soát một bữa ăn nữa là 3 buổi. Nhưng mà chưa, HbA1c chưa đạt nữa. 4 buổi. Thêm một buổi nữa là 3 buổi cho 3 bữa ăn. Đấy, insulin là 4 buổi. Và khi đó là mình thay thế, gọi là cái chế độ thay thế insulin hoàn toàn đó. Insulin là cái 3 buổi insulin bữa ăn là thay thế hoàn toàn insulin rồi đó. Thì trong trường hợp này khi mình không nên sử dụng mấy cái nhóm insulin lên nữa, cái thức cái insulin này nó không có cái lợi ích nào, không hiệu quả, mà nó có thể gây kích thích tiết insulin, mà nó có thể gây cái hại đường huyết mình không lường nữa. À, cho nên đây nhìn lên cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, cái insulin chỗ này nó khác cái insulin chỗ này. Cái chỗ này là mình mới bắt đầu sử dụng, khác là chỉ một mũi insulin nè. Còn cái chỗ này là insulin đã thay thế hoàn toàn rồi. Insulin này mình dịch từ 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 tới đây là một mũi nền, ba mũi insulin bữa ăn rồi. Cho nên tới chỗ này mình không có sử dụng cái nhóm thuốc kích thích tiết insulin, nhóm insulin nữa. Nha, insulin chỗ này nó khác nhau. Chỗ này mình mới khởi đầu là insulin nền. Cái này các em chú ý nha, cái chỗ này không phải lúc đầu mình lúc nào không sử dụng thuốc hoặc là sử dụng một thuốc hoặc hai thuốc ba thuốc. Ví dụ như khởi đầu mình mới mắc bệnh đái tháo đường HbA1c từ 9% trở lên mình có thể áp dụng liền thuốc hai thuốc này, hoặc là HbA1c từ 10% trở lên mà đường huyết từ 300mg về xích trở lên mình bắt đầu cái thứ tư trị liệu được tiêm. Dạ, cô sẽ hướng dẫn từ bước 3 trước mà chuyển sang cái bước này ha. À, còn một cái nữa là cái hồi nãy là mình sử dụng insulin, hai loại insulin, insulin nền với insulin bữa ăn. Rồi giờ này còn có một cái cách nữa là sử dụng một cái thuốc tim không? Là insulin phối hợp. À, không có thuốc tim insulin phối hợp. Ví dụ như nãy mình chuyển từ một mũi sang hai mũi là hai loại insulin. Còn đây có thể là hai mũi thì mình sử dụng insulin phối hợp. Insulin phối hợp thì mình sẽ căn cứ vô cái liều insulin nãy đó. Ví dụ như hai cục đơn vị đó thì mình chuyển sang insulin phối hợp. Chuyển sang insulin phối hợp thì mình chia ra làm hai mũi, 2/3 cho mũi sáng, 1/3 mũi chiều và 1/2 mũi sáng, 1/2 mũi chiều. Ví dụ như nãy bệnh nhân sử dụng insulin đại tiên đó là hai cục đơn vị, giờ mình chuyển sang cái insulin phối hợp này á, hai cục đơn vị thì insulin mình cho 10 đơn vị mũi sáng, 10 đơn vị mũi chiều. Mình chọn cái insulin phối hợp này mà mình không chọn cái insulin kia, nó khác nhau sao? Đỡ bị nhầm, dễ sử dụng. Đúng rồi đó, mình dễ áp dụng. Cái kia mình tiết lộn thuốc một cái là đi luôn. Cái này dễ áp dụng, tại sao dễ áp dụng? Tại nó có một loại rồi. Một cái loại thuốc tim mà nó dễ, còn kia hai loại thuốc tim chích nhầm, chích nhầm đó là không được. Hai loại thuốc tim là khác nhau, cái loại insulin bữa ăn mà mình tiêm nhầm vô cái loại mình tiêm cái insulin này nó không được, trước khi đi ngủ là bị hại đường huyết. Cái chế độ điều trị là hai cái thuốc tim khác nhau là kiểm soát đường huyết tốt hơn, nhưng mà nó khó áp dụng hơn. Ha, chỗ này là có thể chuyển sang insulin trộn sẵn hai buổi, nhưng mà chưa đạt được mục tiêu đó. Đó, thì giờ chưa đạt được mục tiêu đó thì mình cũng tăng liều, còn nếu bị hại đường huyết thì phải giảm liều. Và cái cách mà để điều chỉnh cái liều insulin phối hợp này, insulin phối hợp hai mũi, thì có phải là mình thử đường huyết trước bữa ăn sáng? Thì cái đường huyết này nó thể hiện cái hiệu lực của cái liều insulin buổi chiều, phải không? Thử trước bữa ăn chiều thì nó thể hiện cái hiệu lực của liều insulin buổi sáng.
cho nên mình thử trước bữa ăn sáng thì để điều chỉnh lượng insulin buổi chiều, trước bữa ăn chiều thì sẽ buổi sáng. Ví dụ như là buổi sáng cái đường huyết trước bữa ăn sáng nhỏ hơn 80 mg trên đề tích thì buổi chiều phải giảm liền, tại vì nãy mình đưa ra là cái đường huyết có từ 8 giờ tới 130 và còn buổi sáng trước ăn sáng đường huyết nó lớn hơn 130 nhưng mà nó tối đa nó tới 200 thôi thì cái lượng buổi chiều phải tăng lên nè. Hoặc là buổi sáng cái đường huyết ở trên 200 thì buổi chiều tăng tối đa là 5 đơn vị thôi nha, đang thay đổi liều không có quá 5 đơn vị cho mỗi một lần thay đổi liều. Đó thì mấy em nhớ cái insulin thử đường huyết trước bữa ăn sáng thì điều chỉnh buổi chiều, trước bữa ăn chiều thì điều chỉnh buổi sáng. Đây cái chế độ insulin nè, có thể là sử dụng thuốc uống không có insulin. Nếu bắt đầu sử dụng insulin thì phải là insulin nền mới được, chứ không thể nào là insulin bữa ăn. Rồi cái insulin nền này cái liều tối đa rồi mình phát triển thêm một cái mũi nữa đó. Là nếu mà đường huyết lúc đó đạt được mục tiêu HbA1c nó còn cao thì mình sẽ sử dụng thêm một cái mũi, thêm một mũi insulin bữa ăn, chọn cái bữa tiêm vô bữa ăn là lớn nhất để chỉnh mục tiêu. Đây là phát triển hai mũi nè. Cái phát triển hai mũi theo cái kiểu này thì được khuyến cáo hơn là cái hai mũi mình sử dụng loại insulin hỗn hợp. Cái này nó kiểm soát được huyết dạy nhưng mà có áp dụng. Ở đây là phát triển hai mũi, nếu mà không cái HbA1c chúng ta đạt nó sẽ phát triển thành ba mũi, thành bốn mũi. Thì mình nhớ là cái số lần tiêm nó càng nhiều, số lần tiêm càng nhiều thì cái chế độ điều trị nó càng phức tạp, nhưng mà cái mức độ kiểm soát đường huyết nó càng linh hoạt. Khi mà mình tiêm càng nhiều mũi thì cái kiểm soát đường huyết nó càng sát thì bữa ăn càng linh hoạt, càng mềm dẻo sát thì bữa ăn. Nhưng mà nhiều mũi thì cái chế độ tiêm nó càng phức tạp, khó áp dụng. Nhưng mà càng nhiều mũi thì kiểm soát đường huyết nó càng chặt, càng mềm dẻo. Cái chế độ insulin tích cực có nghĩa là gì? Là mình sử dụng hai loại insulin, một mũi nền và ba mũi insulin cho ba bữa ăn thì gọi là cái chế độ insulin tích cực. Và cái chế độ insulin đó là để kiểm soát đường huyết chặt, cho nên cái nguy cơ hạ đường huyết nó lớn. Thì cái kiểm soát đường huyết chặt và cái chế độ insulin tích cực đó không được áp dụng đối với những cái đối tượng mà cái nguy cơ hạ đường huyết cao. Ví dụ như ở người già. Mấy em thấy cái người già thì cái mục tiêu HbA1c đó nó cao lắm, nó đẹp lắm. Cái người già mà không biết là người già không có máy chủ đường huyết á, những người không có tỉnh táo thì rối loạn tâm thần á, cái huyết áp đường huyết cao không biết á, hoặc là những người mà có nhiều bệnh mắc kèm, những cái người mà có nhiều biến chứng ở trên mạch máu rồi đó, biến chứng trên cơ quan huyết rồi đó thì kiểm soát đường huyết chặt, không có sử dụng chế độ điều trị insulin tích cực. Đây là cái bước cuối cùng nè, cái bước phối hợp đường tiêm. Trong cái hướng dẫn của ADA thì có hai loại thuốc tiêm. Là gì? Là insulin. Là gì nữa? Không phải insulin. Đồng vận với GLP-1. Hai loại thuốc tiêm là insulin và với GLP-1. Thì nếu mà bệnh nhân cái bước 3 thuốc mà chuyển sang cái thuốc phối hợp đường tiêm á, nhớ là 3 thuốc uống thì mình sẽ bỏ một thuốc uống chuyển thành một thuốc tiêm. Chuyển thành một thuốc tiêm, nếu mà là insulin thì phải là insulin gì? Chắc chắn là phải insulin nền rồi. Insulin bữa ăn chỉ khi nào mà có insulin nền là mình mới tiêm insulin bữa ăn được. Hoặc là đồng vận của GLP-1. 3 thuốc uống thì bỏ một thuốc uống chuyển sang một thuốc tiêm, thì cái thuốc tiêm đó sẽ là insulin nền hoặc là đồng vận với GLP-1. Còn nếu mà 3 thuốc mà trong đó có 2 thuốc uống, một thuốc tiêm, cái thuốc tiêm đó là đồng vận với GLP-1 thì thêm một thuốc tiêm nữa là insulin nền hết.
Còn nếu mà bệnh nhân hai thuốc uống và một thuốc tiêm, đó là insulin nằm và đã chỉnh insulin nằm là nó có điều tối đa rồi, thì cái thuốc tiêm đó là gì? Là insulin bữa ăn hoặc là đồng cận huyết trên là B1. Đồng cận huyết trên là B1 là để kiểm soát đường huyết sau ăn. Đó là đây. Giờ đây là từ cái này à. Mét một viên là thuốc uống rồi, sinh tê đưa là một thuốc uống, tê dê dê là một thuốc uống, một thuốc uống, ba thuốc uống, rồi chỉ ra đây, thì mình phải làm sao? Bỏ một thuốc uống, bỏ đâu được, nhưng mà đừng bỏ mét một viên thôi, chứ không xin thôi, đừng bỏ mét một viên. Bỏ một thuốc uống, thế là một thuốc tiêm, thế là thuốc tiêm thì nếu là insulin thì phải là insulin gì? Insulin là, hoặc là không phải là insulin thì là đồng cận huyết trên là B1. Còn nếu mà hai thuốc uống, một thuốc tiêm, mét một viên nè, insulin đưa ra là thuốc uống, thuốc tiêm là đồng cận huyết trên là B1, thì sao? Thêm một thuốc tiêm nữa đây, nếu mà thêm insulin thì sẽ thêm gì? Insulin nền chứ. Chắc là insulin nền. Đâu, còn nếu đây, ở chỗ này, mét một viên, insulin, TCT, mét một viên là TCT đã thì nếu mà thêm một thuốc tiêm nữa, chúng ta một thuốc tiêm nữa là cái gì? Insulin bữa ăn hoặc đồng vận với trên là B1. Rồi, giờ mình hiểu cái gì ha, nếu mà HBA1C đã đạt được mục tiêu điều trị rồi, 6 tháng mình cho thử HBA1C để mình duy trì điều trị. Còn nếu mà nó chưa đạt được mục tiêu thì cứ 3 tháng mình thử lần để chuyển mức điều trị cho bệnh nhân. Rồi, hướng dẫn thuốc ADA 2019. Cái bước sử dụng mét một viên thì nó cũng giống nha. Cái bước không sử dụng thuốc hoặc là sử dụng một thuốc thì cái mét một viên cũng là cái thuốc được khuyến cáo hàng đầu. Nhưng mà tới cái bước mà phối hợp thuốc thứ hai ấy, thì người ta chia ra làm hai nhóm. Người ta chia làm hai nhóm là một nhóm là có bệnh tim mạch do sơ vữa hoặc là có bệnh thận mạng, còn một nhóm còn lại là những cái bệnh nhân chưa có bệnh tim mạch do sơ vữa hoặc là chưa có bệnh thận mạng. Hay là chia làm hai nhánh, giờ mình sẽ đi qua cái nhánh bên đây trước. Cái nhánh bên đây trước, cái nhánh bên đây là những cái bệnh nhân có bệnh tim mạch do sơ vữa hoặc là có bệnh thận mạng. Thì cái nhánh bên đây trước nè, cái nhóm này mình sẽ chia làm hai nhóm nữa. Nếu mà cái nhóm này là có bệnh tim mạch do sơ vữa chiếm ưu thế, bệnh tim mạch do sơ vữa chiếm ưu thế, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái đồng vận huyết trên là B1. Cái nhóm này á, nó đã qua cái một số cái thử nghiệm lâm sàng ở vào năm 2019, thử nghiệm lâm sàng đó là ở trên những cái bệnh nhân có bệnh tim mạch, cho nên những bệnh nhân mà có bệnh tim mạch do sơ vữa chiếm ưu thế thì sẽ ưu tiên lựa chọn cái đồng vận huyết trên là B1. Nếu mà vì lý do nào đó bệnh nhân không sử dụng được cái đồng vận huyết trên là B1 thì cái thuốc thứ hai mình sẽ chọn là ức chế tái hấp thu glucose gần. Bệnh tim mạch do sơ vữa, bệnh tim mạch do sơ vữa thì mình ưu tiên sử dụng đồng vận huyết trên là B1. Nếu mà vì lý do nào đó bệnh nhân không sử dụng được, ví dụ bệnh nhân không có tiền, thuốc này không có tiền, dù bệnh nhân không có tiền thì cái thuốc thứ hai ức chế tái hấp thu glucose ở ống thận gần. Cái bệnh nhân cái thuốc này nó cũng được một số cái thử nghiệm lâm sàng đưa ra của năm 2018 đưa ra là nó có lợi ích cho bệnh nhân bệnh tim mạch do sơ vữa nếu mà độ lọc cầu thận cho phép. Thuốc này nó có tác dụng bảo vệ thận, nó có giới hạn cái độ lọc cầu thận. Độ lọc cầu thận thấp quá thì không sử dụng.
có những trong cái nhóm này có những cái thuốc có thì đầu lòng còn những lên từng thuốc không xài được, hoặc là có một số thuốc đầu lòng còn ở dưới 30 ml thuốc có thì không sử dụng được, cho nên sử dụng cái nhóm thuốc này chú ý cho cái đầu lòng còn thành. Em thấy cái hướng dẫn của ADA 2019 á, nó sẽ đi vô chi tiết hơn, vô vào những cái thử nghiệm lâm sàng để mình lựa chọn thuốc. Rồi cái nếu mà ở những cái bệnh nhân mà có suy tim hoặc là bệnh thận mạng chiếm ưu thế, suy tim hoặc là bệnh thận mạng chiếm ưu thế thì ngược lại cái ưu tiên lựa chọn là cái ức chế tái hấp thu glucose thận cần. Nếu mà độ lọc còn thận không cho phép xài không được thì mình sẽ cái thuốc thứ hai được lựa chọn là đầu vận với gen tập 1, nó ngược lại với bên này. Còn cái nhóm này nè, cái nhóm mà đồng vận với gen tập 1 á, thì những cái thuốc là được ưu tiên lựa chọn là nirarotic và semarotic. Cái semarotic thì sao mà mình lựa chọn này thì nó dựa lên những cái bằng chứng thử nghiệm trên lâm sàng á, những cái thuốc này nó có bằng chứng mạnh, bảo vệ tim mạnh nhớ được cái này càng tốt, không nhớ được thì nhớ thuốc. Nhớ được cái này thì chi tiết thì càng tốt, nếu không nhớ thì bắt buộc nhớ thuốc. Mình tiêm mạnh sau bữa chiếm ung tế thì thuốc ung tiêm được lựa chọn là đầu vận với gen tập 1. Nếu mà không sử dụng được thì cái thuốc thứ hai được lựa chọn là ức chế tái hấp thu glucose thận cần. Còn nếu ở những cái bệnh nhân mà bệnh suy tim hoặc là bệnh thận mạng chiếm ung tế thì ngược lại ức chế tái hấp thu glucose thận cần là ưu tiên lựa chọn trước. Nếu mà độ lọc còn thận không cho phép thì cái thuốc thứ hai lựa chọn kế là đồng vận với gen tập 1. Từ cái nhánh này đi xuống nữa nè, nhánh này nếu mà mình phối hợp vậy rồi mà HB1C nó chưa đạt được mục tiêu nữa, mình phối hợp thêm thuốc nữa. Nếu mà ở trên là mà mình cái thuốc mình chọn là đồng vận với gen tập 1 rồi thì mình chọn cái thuốc kế đó. Hoặc là nếu mình chưa đạt được mục tiêu nữa thì mình phối hợp với những cái thuốc insulin nền hoặc là giúp tê giúp tê hoặc là giúp insulin ure. Nhưng mà nếu mà trên đây có sử dụng cái đồng vận với gen tập 1 thì mình sử dụng kế D4. Đây là nếu mà sử dụng insulin nền thì mình sẽ giúp số 4 này. Cái insulin nền thì đây mình chọn những cái insulin nền mà đã có bằng chứng qua thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh an toàn cho tim mạch. Cái insulin này là mình lại chọn những cái insulin này là insulin này nó qua cái thử nghiệm lâm sàng. Còn cái TZD là thì nói chung hết là cái TZD này á thì mấy cái suy tim không được sử dụng. TZD thì ít có nghiên cứu, trên lâm sàng. Còn giống insulin này thì chọn cái giống insulin ở cái hạng thứ hai á. Còn cái chất bên đây thì cũng tương tự vậy, cái nhóm bên đây cũng tương tự vậy. Cái nhóm mà suy tim chiếm ưu thế thì cái thuốc ưu tiên lựa chọn là gì? Ức chế tái hấp thu glucose ống thận cần. Nếu mà chưa đạt được mục tiêu điều trị nữa thì phối hợp là đầu vận với gen tập 1. Nếu mà chưa đạt được mục tiêu nữa thì sẽ phối hợp những thuốc khác, nhưng mà đừng phối hợp với ức chế tái hấp thu glucose trên mình có đầu vận với gen tập 1. Và nhân ở cái nhóm này á thì không có sử dụng TCD, tại vì cái nhóm này là nhóm mà bệnh nhân suy tim mà thì cái TCD là không sử dụng được bệnh nhân suy tim. Tương tự vậy nè, giờ qua bên cái nhóm bên này tức là gì, mình nhớ là mình lựa chọn những thuốc mà nó có qua thử nghiệm lâm sàng rồi. Còn đây cái nhóm mà bệnh nhân chưa có bệnh tim mạch cho sơ nữa hoặc là chưa có bệnh thận mạng thì mình sẽ chia ra là ba nhóm nhỏ. Nhóm một là nhóm suy tim, một nhóm suy tim nhẹ, 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 một nhóm suy tim nhẹ,
mình thì mình sẽ tránh chọn những thuốc nào mà làm tăng lên. À, còn một cái nhóm nữa, chi phí là vấn đề lớn, thì nhóm này mình sẽ chọn thuốc rẻ tiền. Nhóm này mình sẽ chọn thuốc rẻ rẻ tiền. À, cái nhóm mà giờ cần giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết, các em có nhớ thuốc nào mà nó gây tụt huyết hạ đường huyết không? Insulin và nhóm suy dinh dưỡng lên, hai thuốc này đã có tác dụng phụ hạ đường huyết, hoặc là những thuốc khác có tác dụng phụ hạ đường huyết. Cái nhóm clinic nó cũng có tác dụng phụ hạ đường huyết, nhưng mà khuyến cáo của ADA là không có nhóm clinic đó. Thì còn lại là cái thuốc này là không có tác dụng phụ hạ đường huyết không nè. Sử dụng thuốc nào không có sử dụng insulin với là nhóm suy dinh dưỡng lên, cái thuốc này không có tác dụng phụ hạ đường huyết. Ví dụ như metformin phối hợp với nhóm chế Evo, nhưng mà chưa đạt được mục tiêu nữa thì trong cái nhóm này mình sẽ phối hợp, mà cái hai cái này thì cũng chung với nhau tương tự vậy thôi. Nếu mà phối hợp hết mấy cái thuốc mà nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết mà chưa đạt được mục tiêu thì dĩ nhiên cũng phải sử dụng cái thuốc mà nó có tác dụng phụ hạ đường huyết thôi. À, cuối cùng không hơn nữa, chưa đạt được mục tiêu thì mấy cái thuốc có tác dụng phụ hạ đường huyết mình sử dụng sau cùng. Là nhóm suy lên chọn thuốc nào có thể thứ hai tác dụng hạ đường huyết thấp. Còn nếu mà chọn insulin thì mình sẽ chọn insulin vì những nguy cơ hạ đường huyết thấp. Rồi sau đó thì cũng phải là insulin bữa ăn thôi, nhưng mà chọn insulin analog. À, insulin nền. Sau đó thì mình cũng phải nếu mà chưa đạt được mục tiêu thì cũng phải là insulin bữa ăn, nhưng mà nên chọn insulin analog. Và tới đây khi bệnh nhân béo phì thì hai cái thuốc mà nó có tác dụng phụ, cái thuốc nào mà nó làm tăng cân nè? Insulin, giúp suy dinh dưỡng, giúp TGD và thuốc làm tăng. Insulin, suy dinh dưỡng, TGD và thuốc làm tăng cân. Còn hai thuốc mà nó có tác dụng làm giảm cân là động vật nuôi gen và B1 và ức chế cái khuôn co ống thận cần. Còn lại là những thuốc không làm tăng cân. À, cho nên sẽ chọn mấy cái thuốc này trước. Ví dụ như ức chế B4 thì chưa đạt được mục tiêu thì phối hợp với cái khuôn co ống thận cần. Rồi tới chưa đạt được mục tiêu nữa thì sẽ phối hợp thêm nếu mà trước đây mình sử dụng ức chế B4 thì mình phối hợp với đây là phối hợp với đồng vận với gia đình luận đừng phối hợp với ức chế B4 và nói chung là bệnh nhân đang cân thì mình phối hợp thuốc giảm cân, không đạt được mục tiêu rồi thì phối hợp thuốc không làm tăng cân, nếu mà không được nữa thì phải phối hợp thuốc làm tăng cân thôi. Cái thuốc mà nó mình để cuối cùng. À, rồi chi phí là vấn đề là lớn. Mét phục minh là rẻ tiền rồi nè. Đây cái thuốc rẻ tiền thứ hai là nhóm sinh lên và tê chết lên là thuốc rẻ tiền. Sinh lên không đạt mục tiêu thì mình có hợp với tê chết lên. Rồi nếu không được nữa thì mình sẽ có hợp với thuốc chết lên bố. Hoặc là có hợp với thuốc chết cái ác của cô ở thằng cần. Thì mình sẽ chọn cái thuốc nào mà rẻ tiền nhất là cái nhóm thuốc này. Rồi nếu mà không được nữa thì sẽ phối hợp với insulin, nhưng mà mình nhớ là cái insulin này nó sẽ khác với insulin này. Insulin là này thì mình sẽ ưu tiên chọn insulin gì? Insulin này thì mình sẽ chọn là insulin của người. Insulin của người nó rẻ tiền, còn insulin này là insulin analog, nó sẽ mắc tiền. Cái vấn đề của cái người này là sợ bị hạ đường huyết, còn cái vấn đề lớn của người này là không có tiền, cho nên mình không chỉ mình chọn cái thuốc rẻ tiền. À, cho nên cái vấn đề bệnh nhân là gì thì mình sẽ chọn cái thuốc đó cho nó phù hợp với bệnh nhân. À, hai cái insulin chỗ này với chỗ này nó khác nhau. Cái chỗ này là insulin người, insulin là có chi phí thấp, tức là insulin người đó nó rẻ tiền nhất. Insulin analog này nó sẽ mắc tiền.
có thể là nếu mà chưa sử dụng thuốc hoặc là nếu mà có sử dụng thuốc là một thuốc là metformin. Nếu mà không đạt được cái mục tiêu HbA1c thì mình có thể phối hợp thêm một cái nhóm thuốc khác. Metformin đó bất kỳ cái nhóm thuốc nào. Rồi nếu mà không có đạt được mục tiêu nữa thì metformin phối hợp với hai nhóm thuốc khác nữa. Nếu mà ba thuốc này nếu mà không đạt được mục tiêu thì tiến tới cái phối hợp với nhóm thuốc tim. Và các em nhìn đây, cái hướng dẫn của Bộ Y tế này á, thì nó sẽ hơi khác với cái hướng dẫn của ADA là cái loại thuốc. Ví dụ như là hướng dẫn của Bộ Y tế thì mình có sử dụng nhóm clinic này, của ADA là có. Rồi cái này là có sử dụng nhóm thiết kế antimicrobicida, còn hướng dẫn của ADA thì cũng có. Không có hai cái nhóm thuốc màu vàng. Em thấy cái này là nó đơn giản, mình thấy đơn giản vậy nhưng mà do em hiểu hướng dẫn của ADA vô chi tiết là mình lựa chọn cái thuốc thứ hai là dễ. Còn cái mình đây thì mình nó không cụ thể gì để mình lựa chọn hết trơn, phải không? Đây là nếu mà từ đầu em theo hướng dẫn thì em có cái khó lựa chọn thuốc lắm. Vậy mình lựa chọn mình lựa chọn gì? Lựa chọn cái hiệu quả. Hiệu quả làm giảm HbA1c thì trong những cái thuốc nào làm giảm HbA1c nhiều nhất? Giảm HbA1c nhiều nhất? Insulin giảm HbA1c không nhé? Rồi kế đến là gì? Hai cái nhóm thuốc là nhóm suvinilure và metformin thì giảm HbA1c khoảng 1,5%. Còn lại những cái thuốc khác thì tương đương. À cái nhóm clinic này chứ. Cái nhóm clinic này nó cũng giống suvinilure nhưng mà nó thấp hơn chút à. Insulin giảm nhiều nhất nè. Kế đó là nhóm suvinilure. Học viên clinic thì giảm HbA1c tương đương với nhóm suvinilure. Còn lại những cái thuốc này là giảm HbA1c tương đương nha. Vậy nhớ không? Insulin giảm HbA1c không giới hạn. Hai cái giảm HbA1c hiệu quả đó là metformin với lại nhóm suvinilure. Clinic giảm HbA1c nó ít hơn nhóm suvinilure một chút. Còn lại những cái nhóm thuốc khác là tương đương. Thì mình lựa chọn dựa cho cái hiệu quả là giảm HbA1c, dựa cho cái nguy cơ hạ đường huyết nè, dựa vô cái thuốc nó có làm tăng cân hay là không nè, dựa vô những cái tác dụng phụ là gì nè, dựa vô cái giá tiền nè. Thì cái hướng dẫn của ADA nó cũng tương tự vậy đó, nhưng mà sao ta nói cụ thể cái thuốc thôi, cụ thể cái thuốc để mình lựa chọn hơn. Không, ví dụ đi, thuốc mà bệnh nhân giờ họ hỏi lại là ví dụ bệnh nhân bị tăng cân thì sử dụng cái thuốc thứ nhất là metformin thì đó, còn bệnh nhân này béo phì thì cái thuốc thứ hai ưu tiên lựa chọn là gì? Đồng vận mọi người là P1, đồng vận ưu tiên là P1 hoặc là ức chế ST này thôi. Không cần, nếu mà hai cái này mà không có đạt được mục tiêu nữa thì mình sẽ phối hợp với những cái thuốc mà nó không có làm tăng cân. Không làm tăng cân, nhớ ba thuốc làm tăng cân là gì? Hướng dẫn của Bộ Y tế thì mình sẽ lựa chọn thuốc đó.